Em Hoàng An xin được chào đón tất cả chị đã tới với siêu thị ô tô Bình Dương, tới với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương. Hôm nay một buổi chiều thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 anh chị nhá, và em An sẽ lên sóng giới thiệu lên chị một bộ sưu tập những mẫu xe Kia Stelato đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương, và gửi lời chúc của em An tới tất cả chị. Chúc tất cả chị có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video kênh YouTube của em An anh chị nhá. Và hãy cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật liên tục các mẫu xe hàng ngày về tại siêu thị ô tô Bình Dương. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi mời chị vào đây. Và em An thì còn rất là nhiều xe, anh chị có thể thấy là không gian tại siêu thị ô tô Bình Dương luôn luôn là đông đúc, đúng không ạ? Gần như là không có chỗ trống nào để xe. Và mới nhất trong buổi chiều nay thì bên em mới về một chiếc Hyundai Santa Fe bản tiêu chuẩn 2019 dầu. Mới nhất vừa về, và hiện tại thì bên em đang còn những mẫu gầm cao như là Mazda CX-5 2016, hai chiếc Santa Fe. Chiều nay thì em An cũng đã bán được một chiếc City Top đi 4.800 cây, một chiếc Atit 16 ngày hôm qua có lên video, và một chiếc Mazda 2017 bản 2.0 màu nâu anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị đã tin tưởng, đã ủng hộ siêu thị ô tô Bình Dương rất là nhiều. Và mới nhất chiều nay em An cũng đã đi mua được một chiếc Morning bản S 2018 đăng ký lần đầu 2019 màu đỏ. Chủ cũ họ chỉ chạy chuẩn đồng hồ 18.000 km thôi, rất là đẹp anh chị ạ. Và em An chấp nhận mua một chiếc xe giá rất là cứng, nhưng đổi lại là một chiếc xe thực sự đẹp và chuẩn anh chị ạ. Rồi, không làm mất thời gian của anh chị nữa, em An xin phép mời anh chị cùng chiêm ngưỡng ba mẫu Kia Stelato đủ màu anh chị nhé. Màu đỏ 2019 bản Luxury, bản đủ đấy ạ, 42.000 chuẩn. Màu trắng Kia Stelato 18 bản full, 70.000 chuẩn. Và một chiếc xe thì thực sự đặc biệt, một chiếc 2019 nhưng chủ xe mới chạy đúng đồng hồ 2.500 km anh chị ạ. Quá đẹp đúng không chị? Đây, mời chị tham quan một vòng ba mẫu xe này. Đó, đây là một mẫu phân khúc hạng C thực sự, kiểu dáng đẹp, các tính năng an toàn đầy đủ và tầm tiền mềm nhất trong phân khúc C, khẳng định với chị là vậy. Thiết kế quá đẹp đúng không ạ? Option miên man rồi. Đó, Kia. Anh chị cùng chiêm ngưỡng ba mẫu xe này anh chị nhá. Hai chiếc mẫu mới và một chiếc form cũ. Đấy, anh chị nào thích sự mạnh mẽ thể thao thì có thể lựa ngay một mẫu Stelato form mới, và anh chị nào thích sự mềm mại, nhẹ nhàng hơn thì có thể lựa ngay một chiếc form cũ đúng không ạ? Và em An có lẽ là sẽ giới thiệu ngay đây anh chị một chiếc 2019 đây. Em này là bản Luxury, bản Luxury hay mình gọi là bản đủ đấy ạ, bản 1.6. Ở Stelato form mới này thì có một bản số sàn, một bản Deluxe số tự động, và bản này là bản Luxury tự động. Và có thêm một bản 2.0 gọi là bản Premium đấy ạ. Đấy là bản 3-4 bản tất cả. Và em này là bản thứ mắc tiền nhất, thứ 3. Đó. Rồi, mời chị tham quan phần đầu xe. Đấy, phần đầu xe là và cụm đèn pha dạng thấu kính và có 4 bóng nét định vị ban ngày. Dưới là phần sinh nhan tích hợp sương mù, sinh nhan tích hợp và cũng như là đèn gập sương mù. Bản này được trang bị 4 mắt cảm biến trước sau chị nhé. Em An sẽ bật cái đèn lên ha. 4 mắt cảm biến trước sau cho chị luôn. Đó. Chiếc xe đang đeo biển tỉnh, tên cá nhân và chuẩn đồng hồ 42.000 km, mặt ca lăng mạ chrome. Em An sẽ cho chị tham quan ngay phần khoang động cơ chị nhá. Động cơ 1.6 thì mức tiêu nhiên liệu của một chiếc Stelato sẽ dao động khoảng tầm 7 lít đấy chị ạ, 7 lít. Đó. Và mẫu này thì thực sự đẹp đúng không ạ? Màu đỏ rất là đẹp luôn, nổi bật. Đấy. Tất cả những chi tiết máy ở đây thì em An đều bao chuẩn chỉnh cho chị. Tuyệt đối không động vào động cơ, khung xương keo chỉ zin, hộp số zin, không cấn đụng á, và bao check test thoải mái cho chị anh chị nhé. Kia Stelato 2019 á, và trong video ngày hôm nay thì em An sẽ đồng loạt giảm giá 3 mẫu xe này, mỗi mẫu xe 5 triệu để chào đón tháng 3 á, và giá thì sẽ vẫn còn giảm cho anh chị nào mình thực sự nhanh gọn, thực sự quan tâm về một chiếc xe đẹp anh chị ạ. Á. Rồi. Tiến đến phần thân xe thì anh chị có thấy là bộ mâm phay hợp kim nhôm R17 đa chấu. Và bộ mâm này nhìn đã thấy sự khỏe khoắn và thể thao rồi đúng không anh chị? Đó, nhìn rất là ngầu luôn. 4 thắng đĩa và những tính năng an toàn như cân bằng điện tử đầy đủ hết. Và em này thì có một số cái mâm này bị chầy, thì nếu anh chị muốn thì em sẽ xử lý nhé. Tại vì nhiều lúc là chủ xe họ đậu cặp lề sát quá. Mâm R17 đó, các góc cảng rất là khít đẹp này đó. Các tay nắm cửa đồng nhất với màu của thân xe, nhưng ở đây thì chủ cũ họ đã lên cho chị những cái tay chén cửa và lẹp kính thì zin nhé. Vẻ mưa này nó hơi xấu một chút thì em An sẽ cho lắp mới vẻ mưa. Sinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu và có gương cụp điện đầy đủ cho chị luôn. Rồi, cho chị tham quan phần nội thất. Nội thất sẽ là một hai tông màu, màu đen kết hợp màu kem. Ghế da theo xe và bản này thì có ghế chỉnh điện. Đó, ghế chỉnh điện. Ok chị nhé, ghế da cao cấp theo xe này. Đấy, vô lăng thể thao tích hợp. Đó, có cruise control luôn. 2010
9 đấy, 2019 anh chị nhé. Và hiện tại đang là 575 triệu và giảm giá cho chị chỉ còn 570 triệu thôi. Đó. Chế độ lái đầy đủ hết, hộp số tự động và hộp bệ tì tay. Và ở đây thì chủ cũ họ đã lên cho chị những cái ốp bậc lên xuống này. Đó, ốp bậc lên xuống inox đầy đủ hết rồi. Đúng 42.000 anh chị nhá. Cửa tai auto, gương kính chỉnh điện, gương cụp. Đó, khá là đẹp. Form mới này thì lại cắt giảm đi phần nhớ ghế, đó, bỏ đi rồi. Và tất cả những chi tiết keo chỉ ở cabo, cốp và bốn cánh cửa này thì em An đều bao chuẩn. Zin trong hãng anh chị nhá, không cấn đụng và không chạy lại. Đấy là bao tuyệt đối rồi. Đây, hàng ghế sau và tất cả là nguyên bản tuyệt đối chị nhé. Đó, nguyên bản luôn. Đây, cho anh chị tham quan hàng ghế sau đấy ạ. Hốc gió điều hòa đã được trang bị rồi, sẵn cho anh chị rồi. Đó, 219. Và em này hiện tại đang là 570 triệu, giá đã giảm cho chị rồi nhé. Đó, đây thì được trang bị như là ốp lắp bình xăng, tay chén và thêm nữa là ốp đèn. Đó, vỏ đây 42.000. Đó, ok lắm anh chị nhé. 42.000 km. Đây em sẽ kiếm đết vỏ ha. Đết vỏ có thể làm mặt trong rồi. Đó, đúng chất luôn. Chuẩn đồng hồ. Đó, và bao check test cho anh chị. Phần đuôi sau sẽ được trang bị 4 mắt cảm biến sau nữa chị nhé. Và ở phần này thì được trang bị một cái thay đổi về phần cụm đèn hậu sau là nguyên một cái dây led. Dây led tích hợp ở cái cốp sau. Đó, và cũng được trang bị phần có một cái thay đổi đó là phần xi nhan này đã được kéo xuống luôn. Kéo xuống ngay phần cảng này. Đó, ok, cho chị tham quan phần gầm xe ha. Xe này thì bên em chưa có rửa gầm luôn. Gầm còn tương đối mới anh chị nhé. Rất là mới. Đã, 219, 570 triệu giá đã giảm cho chị rồi. Đây, khoang hành lý đây. Đấy, khoang hành lý đây. Ok, vỏ đầy đủ hết này. Đã, tuyệt đối là không đâm đụng ở đây. Đã, bao tuyệt đối rồi. 2019 giá đang giảm 570 triệu. Tất cả những chi tiết đinh bấm hai bên máng xối này nguyên hết anh chị nhá. Đây chị thấy là chuẩn chỉ luôn. Đó, keo đây. Keo chỉ zin hết. Đó, anh chị thấy không ạ? Cực kỳ đẹp, đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời luôn. Đó, và đây thì anh chị có thể thấy là ở phần này anh chị có thể tùy chỉnh, anh chị kéo cái hàng ghế thứ hai lại. Đó, kéo hàng ghế lại, nhiều lúc là mình chở cái đồ thì dài đó. Và khoang hành lý này thì cũng khá là thoải mái rồi. Rất là thoải mái rồi. 2019 570 triệu thôi cho mẫu xe này, màu đỏ rất tươi, đỏ tươi nha anh chị nhá. Đó, ok. Đây, thì những cái mâm này nó hơi chầy thì em sẽ làm mới được cho anh chị. Đó, tại vì nhiều lúc là chủ cũ họ đi họ bị cấn cặp lề đấy. Đó, em kiếm cái đết vỏ mà không thấy đâu, nhưng đây là vỏ theo xe chị nhá. À, và cái rãnh này còn khá là sâu đây. Đó, rãnh giữa khá là sâu. Đấy, tất cả những cái chi tiết cửa này là nguyên hết này chị này. Em ăn bao chuẩn nhé. 2019 570 triệu và ngân hàng hỗ trợ mẫu xe này được dao động khoảng tầm 300 đến 340 triệu anh chị nhé. 300 đến 340 triệu cho mẫu Cerato này. Đây, cho anh chị tham quan luôn. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó, bản này được trang bị hai túi khí an toàn. Đó, những cái bậc lên xuống đều ốp inox chống trời xước rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Đấy, xi nhan tích hợp này. Mẫu xe này thì em An sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại cho anh chị nhé. Tại vì đăng kiểm đã hết rồi. Ok. Đó, 42.000 chuẩn. Giá bán hiện tại đang là 570 triệu. Tiếp theo xin mời anh chị sang bên đây. Một chiếc Cerato 2018 bản full option, màu trắng. Đó, và em này là form cũ, mềm mại hơn đúng không ạ? Gì đó lữ tính hơn một chút đúng không ạ? Phần ở đây option cũng khá là đầy đủ luôn. 4 mắt cảm biến trước sau, mặt ga lăng mạ chrome và hình mũi hổ. Cũng như là bản này được trang bị như là cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí. Đó, rất nhiều option luôn nha anh chị nhé. Đấy, mẫu xe này thì hiện tại đang chạy chuẩn đồng hồ 70.000 km, 2018 chuẩn ô đô. Cũng tương đối đúng không ạ? Không có quá nhiều đâu anh chị, em thấy là hợp lý thôi. Máy 1.6 luôn anh chị nhé. Đấy, đây, cho anh chị tham quan. Đó, máy rất là mới cái mã máy này. Và em này hiện tại đang đeo biển số Tây Linh, cũng là tên cá nhân luôn ạ. Đấy, tên cá nhân anh chị nhé. 2018. Thiết kế của 18, form cũ và form mới khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Thay đổi hoàn toàn từ ngoại thất đến nội thất luôn. Đấy, mã máy rất là đẹp luôn anh chị.
Đó. Biển Tây Linh anh chị nhá. Phần đây thì vẫn là cụm đèn pha dạng thấu kính, nhưng ở đây sẽ là những cái dây led, này. Đó, những dây led định vị. Đèn gầm nằm bên dưới ha. Ok. Mẫu xe này thì giá bên em đang niêm yết là 515 triệu. Nhưng ngày hôm nay em ăn để cho chị chỉ còn giá là 505 triệu bao rút hồ sơ, được chưa ạ? Giảm sốc luôn cho anh chị 10 triệu luôn. Mâm xoắn anh chị nhá, vào đây được trang bị sạc không dây mâm xoắn. Vỏ này thì đã thay rồi, mâm xoắn R17 luôn, cũng là 4 thăng đĩa ABS. Đó. Và các tay cửa đây đều mạ chrome và có khóa cảm biến thông minh, sinh nhan tích hợp và có gương cục đầy đủ hết anh chị nhá. Option rất là nhiều. Đó, cho anh chị tham quan qua phần đường lườn này. Đó, đường lườn rất là đẹp luôn. Đó, 2018 anh chị nhá. Bản full 505 triệu bao rút hồ sơ anh chị ạ. 505 bao rút hồ sơ. Tất cả những cái chiếc xe đây em bán là đều bao rút hồ sơ cho chị. Đây, mâm đây. Đấy, vỏ sau này thậm chí là còn theo xe anh chị nhá. Vỏ sau này còn theo xe này. Đấy, em này là 18 nhưng đây là đầu 18. Sẽ ra mâm date là tuần thứ 33 năm 2017. Rồi, cho anh chị tham quan phần nội thất này. Nội thất đây. Đấy, có nhớ ghế này, hai vị trí. Đấy, ghế chỉnh điện 10 hướng. Nội thất cũng là màu kem, ghế múi. Và rất là hay ở đời 18 này được trang bị sạc không dây cho anh chị nhé. Sạc không dây luôn. Đó, chị thấy phần dưới là cái sạc không dây. Đó. Ok, hộp số tự động 6 cấp. Đó. Chế độ lái đầy đủ hết. Vô lăng tích hợp, ga tự động, lấy số vô lăng. Đó. Đúng 71 ngàn. Đấy, 71 ngàn, chuẩn đồng hồ. Điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Lọc không khí. Và đây là những cái chi tiết này, nguyên bản hết, hai cửa auto này. Đó, nhớ ghế đây, nhớ ghế hai vị trí cho anh chị nhé. Đó, anh chị có thể theo tùy chỉnh theo cái chiều cao của cơ thể mình đây. Và tất cả những cái chi tiết như cabo keo chỉ ở tất cả cánh cửa là em ăn bao zin, nghĩa là chiếc xe đó chưa xảy ra cấn đụng. Thực sự ra với chị có nhiều chiếc xe có thể mất một chút keo chỉ em ăn chấp nhận được, nhưng ở đây em ăn cho chị biết rằng nếu khi mà mất keo chỉ thì em sẽ nhìn vào đây, đây gọi là những cái đinh bấm đấy, đinh bấm. Nếu mà đây mất nữa, làm lại nữa thì chiếc xe đó đâm đụng rất là nặng, và tuyệt đối đấy là một cái lỗi rất nặng trong vấn đề xe cũ. Keo chỉ có thể nhiều lúc anh chị mở cửa ra nó bị móp thì nó bị lứt ra, người ta chạy lại là bình thường, lắn lại rất lỗi, chấp nhận bỏ qua. Đó, và những chiếc xe đây em ăn bán thì xe sao thì em ăn cũng nói luôn cho chị biết là như vậy. Đó. Em này là bao chuẩn cho chị luôn. Đó, cũng hốc gió điều hòa ghế sau. Đây, keo chỉ zin hết nhá. 2018 bản full, giá bán hiện tại đang là 505 triệu. Đó. Phần đuôi sau thì cũng là thiết kế cụm đèn led dạng 3D nha chị ạ. Bốn mắt cảm biến sau và cốp điện. Đó. Đây, ống bô kép. Đấy, cho chị tham quan phần gầm xe đây. Rất là mới đúng không ạ? Gầm xe thực sự chất luôn. Siêu mới luôn. Đấy. Cũng là vẫn là cốp điện anh chị nhá. Và khoang hành lý cũng rất là rộng. Đấy, tha hồ cho chị để đồ luôn. Và chị có thể gập cái hàng ghế thứ hai lại được. À. Đây. Đấy. Steer cua vẫn còn theo xe luôn, bỏ sơ cua theo xe chị nhé. Đó, 2018. Đây, tất cả những chi tiết là nguyên hết. Đó. Để chị biết là một chiếc xe liền lạc và nguyên bản đẹp như thế nào, đúng không chị? Rất là ok luôn, sẵn anh chị sử dụng thôi. Đây là luôn mang đến những cái sản phẩm thực sự là chất lượng và đáng đồng tiền để chị mình mua. Đó, rồi tiếp tục sang bên đây. Đó. Em An sẽ tầm khoảng 6 giờ em An sẽ up video này lên kênh YouTube anh chị nhé. Đây, tất cả vỏ sau này vẫn theo xe này, mâm xoắn R17. Đó. Đây, à đang lốc, đang khóa này, em An sẽ mở đây. 2010 đây. Cái này có lẽ là nó bị kẹt rồi. Ok. Đó. 18 70 ngàn chuẩn và giá bán hiện tại đang là 505 triệu, được chưa? Đó, khám phí ở đến tháng 5 2022 vẫn là tên cá nhân luôn. Đó. Ok. Đây sẽ kiểm tra lại cái cửa này ha. Đây xem có cái này thì khóa trong luôn. Cái này thì đây cái này phải xoay cơ. Xoay cơ. Từ từ. Đó. Ok. Rồi. Đó. Những cái bậc lên xuống cũng ốp inox đầy đủ hết rồi. Option nhiều đúng không anh chị? Tầm tiền này thì thực sự ra với chị nếu mà như Mazda thì bây giờ phải tầm tiền 550 triệu thì em ơi chị có máy Mazda 3 2018, nhưng với Cerato thì anh chị tiết kiệm được đến 40 mấy triệu rồi, 40 đến 50 triệu rồi, cũng hợp lý đúng không anh chị? Gương cụp luôn anh chị nhé.
Đó, bỏ đây. Đấy, về cơ bản thì xe khá là liền lạc và đúng chuẩn Odo anh chị nhé. Đúng chuẩn Odo. Rồi, 505 triệu cho mẫu Cerato 18 bản full. Tiếp theo, một chiếc xe cuối cùng trong bộ sưu tập ngày hôm nay, đó chính là một chiếc xe mà chủ cũ họ chỉ đi có 2.500 km thôi chị ạ. 2.500 km và em ăn bao chuẩn cho chị, nước sơn zin 99%. Một cái màu vàng, vàng cát anh chị nhé, vàng đồng rất là đẹp, màu rất là sang luôn. Anh chị nào hợp mệnh màu này thì lấy em này cũng rất là ok. Đấy, thiết kế thì cũng rất giống với 219 anh chị nhé. Đấy, phần đầu xe giống với chiếc màu đỏ thôi, bản form mới mà. Đấy, phần đầu xe vẫn là những cái thiết kế bóng nét định vị và xi nhan thì đã được kéo thấp xuống. Đó, đây cho chị tham quan phần máy. Đấy, chiếc xe này mở cửa xe cũng còn mùi xe mới đây chị, mùi xe mới. Đi có 2.000 mấy trăm cây thì đúng là anh chị hiểu là cái xe nó đặc biệt và nó tuyệt vời thế nào rồi. Đây, tất cả những chi tiết máy này quá mới đúng không chị? Đó, máy này là bên em chưa rửa luôn, những cái tem giấy vẫn còn nguyên nhá. Đó, anh chị thấy đẹp không ạ? Quá đẹp luôn đúng không? Đó, mọi chi tiết là hoàn hảo tuyệt đối luôn, quá mới luôn. Đấy, cho một em Cerato 2019 cũng là bản luxury anh chị nhá. Đấy, mới lắm, em này thì không có gì để miêu tả đâu ạ. Thực sự đẹp đúng không? Chủ cũ mua về đúng là trùm mền rồi, trùm mền rồi. Đấy, các góc cảng đây quá khít rồi đúng không ạ? Phần thân xe đây, tất cả vỏ theo xe anh chị nhé. Đây là vỏ của một chiếc xe đi 25.000. Anh chị nhìn vỏ này, anh chị nhìn là rãnh giữa này. Đó, độ sâu rất là sâu. Đó, đây. Và mâm này là mâm gần như là mới tinh, không có một vết chảy xước nào cả. Đó, rất là mới nhé. Em này thì thực sự đẹp. Và anh chị thấy là cái nước sơn này, đó, nước sơn zin đó, đẹp lắm anh chị, đẹp, rất là đẹp. Em này thì không có đối thủ, siêu cọp rồi. Và chỉ mắc hơn chiếc 219 màu đỏ kia 5 triệu thôi. Đấy, lại chị có một em xe đi đúng đồng hồ 2.500 km. Đấy, chủ cũ họ cũng lên nót sàn 3D rồi những cái ốp bậc này. Đấy, ghế đây. Cái mùi nội thất anh chị ạ, như mới. Đây, mới nhất đây, đang hẹn là ngày 13 tháng 4 là 2022 là 8.000 km, nhưng bây giờ mới đi được 2.543 km thôi. Đó, như xe mới rồi đúng không ạ? Và chủ cũ họ lên cho chị một cái màn hình Zetec xịn sò luôn, vẫn là điều hòa hai vùng độc lập và cửa sổ trời luôn. Đấy, chị nào thích xe lướt thì đi em này cho em ăn 19, và chỉ mắc hơn chiếc màu đỏ 5 triệu thôi là chị có một em xe đẹp tuyệt vời, không có gì để miêu tả bởi vì rất là mới. Đó, zin hết nha anh chị nhá, sơn zin 99%. Em này dặm lại sơn duy nhất một cái góc cảng thôi, góc cảng trước. Đó, còn đâu về cơ bản là sơn zin hết, màu rất là đẹp anh chị nhá, màu này đẹp lắm ạ. Màu này nó không quá đậm, nó nhạt nhạt vừa phải ha. Đấy, biển số Đồng Nai luôn, em sẽ vứt cái biển số vào, chắc mấy anh em đánh bóng á, bỏ biển số đây nó hơi mất thẩm mỹ quá ha. Đây, trời ơi, đấy, cho chị tham quan luôn, thơm mùi xe mới anh chị ạ, không có gì để miêu tả mẫu này đâu, rất là đẹp luôn. Đấy, 2019 anh chị nhá, bản luxury. Đó, đúng Odo, 2.500 km tuyệt vời chưa chị? Vỏ tất cả là vỏ mới tinh theo xe hết, sẵn này chị sử dụng thôi. Đấy, nên là anh chị thấy là mua một chiếc xe mà chủ cũ họ đi ít như vậy thì thực sự ra đến mình là một chiếc xe thực sự còn quá là liền lạc và như một chiếc xe mới đúng không ạ? Chưa mất đi bất cứ một giá trị nào cả, bởi vì nếu mà chuẩn ra thì chưa thay nhớt lần đầu luôn. Đấy, nếu mà thường thường đi 4-5 ngàn mới phải thay nhớt, chưa đi thay nhớt lần đầu luôn. Cái này là anh chị mở cốp trong này, trong trường hợp mà anh chị bị kẹt anh chị mở bên trong này. Đó, mới chưa ạ? À, quá mới luôn, sơn zin 99% anh chị nhá, em ăn nói chuẩn luôn. Đấy, sơ cua chưa hạ luôn, em này thì quá là mới đâu. Đây anh chị, những cái tấm lỉ này, đây, và sơ cua chưa lăn anh chị nhá. Đấy, những cái hầm bánh này nguyên bản này đó anh chị, đây là không cấn đụng vào đây. 575 triệu. Đấy, giá em đã giảm cho chị 5 triệu rồi. Đấy, bốn mắt cảm biến sau. Đây, gầm đây, anh chị ngồi tham quan gầm xe này. Có mới không ạ? Quá mới đúng không ạ? Có gì đâu để miêu tả với một chiếc xe đẹp tuyệt vời như này, luxury. Đó, anh chị thấy là cái lớp sơn này ở phần xe này, thân xe này, quá đẹp đúng không ạ? Các góc cảng sơn zin hết, như một chiếc xe mới đúng không ạ? Thực sự không tin cũng phải tin, bởi vì đây là một chiếc xe mà siêu thị ô tô Bình Dương có thể mua mắc hơn một chút, nhưng mà mang về những cái sản phẩm thực sự ưng. Đấy, mua một chiếc xe phải ưng mắt anh chị ạ, phải ưng. Dù đắt hơn một chút nhưng nếu mình đã ưng rồi thì
chấp nhận. Còn trường hợp mà rẻ nhưng mà cái xe nó xấu, xe nó không liền nạc, thì anh chị bỏ số tiền ra thì anh chị thấy nó cũng không thoải mái, đúng không anh chị? Không thoải mái đó. 2019 anh chị nhá, bài em An đang để cho anh chị cái giá là 575 triệu, được chưa ạ? Cho mẫu này quá mới, chủ xe họ cũng đã lên tay chén cửa đầy đủ hết cho anh chị rồi, lên tay chén cửa đầy đủ hết rồi, lót sàn. Em này khám phí cũng như là phí đường bộ còn đến tháng 1 năm 2023 cho anh chị. Đó, tháng 1 2023 đây. Mới hết đúng không ạ? Em này là sản xuất đăng ký sẽ là giữa 2019 anh chị nhá, giữa 2019. Rồi, em An vừa đưa đến tất cả anh chị quảng thân yêu của em An một bộ sưu tập 3 mẫu Kia Sedato đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng và một chiếc màu vàng cát. Và anh chị quan tâm về 3 mẫu xe hạng C tầm tiền mềm mại và siêu đẹp, chuẩn chỉ từng chi tiết một của siêu thị ô tô Bình Dương thì hãy ghé ngay để xem xe. Và anh chị ở xa thì có thể inbox trực tiếp em An hoặc alo cho em An để chốt giá từ xa, bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển xe về nhà cho anh chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều và em An xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.